Kỷ niệm khi bố còn sống. Tôi về rồi đây mình ơi. Ba về rồi nè con gái ơi. Ba, ba. Lan, chạy khéo ngã con. Con gái ăn ngoan không? Đã hết bát chưa? Ba, ba mua bim bim cho con không? Ôi, thôi chết. Ba quên mất, con gái ăn ngoan, chiều ba mua cho nha. Bim bim cơ, bim bim. Thôi nào, ngoan nín đi, chiều ba nhớ sẽ mua mà. Không, mua bây giờ cơ. Đến giờ cơm rồi, con ăn ngoan rồi ba mua cho, nha. Không ăn cơm, ăn bim bim cơ. Chết, sáng anh hứa với con bé đi làm về mua cho nó, ai ngờ nó nhớ thế, mà cũng tại anh quên mất. Trẻ con mà anh, làm thế nào mà dỗ được nó bây giờ? À, bé Lan ngoan, giờ này không đi mua bim bim được đâu con. Mẹ vừa nhìn thấy con cáo đứng ở cổng nhà mình đó. Đúng rồi, ra đường là bị cáo bắt luôn đó. Sợ lắm. Cáo ăn thịt luôn cả bim bim của Lan nữa đấy, ba nhỉ? Đúng rồi, cáo ăn thịt luôn đó. Thôi, cả nhà mình vào ăn cơm thôi. Con mời ba mẹ ăn cơm. Ừ, miếng thịt gà ngon nhất phần cho bé Lan nè. Rồi, đẹp miễn chê. Lan về lúc nào thế hả con? Mẹ, ba đi công tác về rồi hả mẹ? Mẹ nhìn này, ba mua bao nhiêu là quà cho mẹ con mình. Mẹ, ba mua quà cho mẹ nè, mẹ chưa xem à, đẹp lắm nha. Thế à, thôi, để đó vào ăn cơm đã, muộn rồi con. Vâng ạ. À, ba đâu rồi mẹ? Ba vừa đi công tác về, lại phải tới cơ quan ngay, giải quyết công việc đột xuất con à. Ơ, à, chán thế, cả tháng con chưa được gặp ba rồi. Hay. Con chẳng cần đồng hồ mới cũng được, con thích nhà mình như ngày trước, luôn vui vẻ quây quần cùng nhau hơn. Tiệm cơm Hoàng Kim. Mình à, hôm nay chúng ta đắt hàng quá nhỉ? Ừ, chúng ta mở cửa hàng cũng chỉ mong thế này thôi là mừng rồi. Trộm, bà con ơi, trộm. Mọi người xem đi, tụi cháu nhóc này vừa ăn trộm của tôi hai cái bánh bao đó. Trời ơi, bé như vậy mà đã bày đặt đi ăn trộm rồi. Dạy nó lên phường đi. Trời, cháu xin bác. Đi, tao phải kéo mày lên phường giải quyết mới được. Khoan đã, để tôi trả tiền hai cái bánh bao cho chị. Hôm nay tạm tha cho mày nha. Đi nào, về quán cơm của ta, chắc là cháu đói rồi. Tại sao cháu lại ăn trộm bánh bao của người ta vậy? Dạ, cháu đã dùng hết tiền của mình để mua gói thuốc này cho mẹ. Cháu đói và mẹ cháu cũng chưa có gì ăn, cho nên cháu đánh liều trộm hai cái bánh bao mang về. Nhưng thì ra là vậy. Thôi bác hiểu rồi. Mình ơi, bà chuẩn bị cho tôi một suất cơm cho thằng bé mang về nhà. Có ngay đây. Bác ơi, bác đã trả tiền hai cái bánh cho cháu rồi, sao cháu dám làm phiền hai bác nữa? Không, cháu không nhận đâu. Đây là suất cơm ta tặng mẹ cháu cơ mà. Người ốm cần phải tẩm bổ thì mới mạnh khỏe được. Của con đây, nhớ bảo mẹ con ăn thật nhiều vào cho mau lấy sức nha.
Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Cháu là Cường, ngày mai nhất định cháu sẽ đến trả hai bác tiền suất cơm ạ. Bác ơi, cháu đến trả tiền suất cơm hôm qua ạ. Ta đã nói là cho mẹ cháu mà. Cháu cảm ơn bác. Bác ơi, bác có thể cho cháu một suất cơm mang về được không ạ? Cháu chỉ xin chút cơm nguội và một chút nước rau thôi ạ. Được chứ. Cháu ngồi đợi một lát, bác sẽ lấy cho. Của cháu đây, ngày mai cháu lại tới nha. Dạ, cháu cảm ơn bác. Rất nhiều năm sau. Bà biết tin gì chưa? Khu phố cũ nhà mình sắp bị giải tỏa để xây mới rồi. Tôi cũng vừa nghe tin lúc sáng thôi. Giải tỏa hết thì nhà mình biết về đâu bây giờ? Tôi thì chỉ lo cho tiệm cơm này thôi. Bao nhiêu công sức gây dựng của mọi người, giờ phải làm lại tất cả. Chào hai bác. Đây có phải là quán cơm Hoàng Kim không ạ? Dạ, đúng là quán cơm Hoàng Kim đây. Nhưng bây giờ quán chúng tôi chưa phục vụ, anh thông cảm nha. Ồ không, tôi là người của một công ty, theo lệnh giám đốc đến đây để mời hai bác cùng hợp tác kinh doanh. Ồ, hợp tác thế nào? Công ty chúng tôi muốn mời hai bác cùng mở một tiệm ăn lớn. Công ty sẽ lo phần mặt bằng và tất cả các chi phí của tiệm, tiền lương của nhân viên. Còn hai bác sẽ quản lý về nhân viên, đầu bếp và chất lượng của món ăn. Lợi nhuận sẽ chia đều 50-50. Hai bác thấy thế nào? Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. Nhưng mà hình như chúng tôi chiếm phần lợi nhiều quá rồi. Chúng tôi có quen với công ty nào đâu. Có đấy. Mời hai bác đi một chuyến đến thăm cửa tiệm mới. Giám đốc của tôi đang chờ hai bác đấy ạ. Đẹp quá. Xin mời theo lối này. Xin chào hai bác ạ. Cậu là... Cháu chào hai bác. Cháu là Cường đây ạ. Trời, là cậu bé Cường. Cường năm xưa đó sao? Những bữa cơm của hai bác ngày xưa đã làm động lực cho cháu. Nhờ đó mà cháu mới có được ngày hôm nay đấy ạ. Cháu luôn biết ơn hai bác rất nhiều. Và mong sớm báo đáp được lòng tốt của hai bác. Thật không ngờ cậu bé nghèo đói ngày xưa đã trưởng thành đến như vậy rồi. Phải đó, hai bác rất mừng cho cháu và cũng cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn cháu. Tìm người kế nhiệm. Các em hãy chú ý cách tôi làm. Và tìm cách giải thích cho hiện tượng trên nhé. Kỳ lạ quá. Đó là gì nhỉ? Các em hãy cho thầy biết chất màu tím ma thuật này là gì. Thưa thầy, chúng em không biết ạ. Thực ra, bí mật nằm ở chất bột trên các tấm giấy. Đó là nitrogen iodide, một hợp chất hóa học cực kỳ nhạy cảm. Do cấu tạo hình kim tự tháp với ba nguyên tử iốt to lớn nằm gần nhau gắn với nguyên tử nitơ, chỉ cần bất cứ kích thích nhỏ nào, thậm chí là một cơn gió nhẹ, nitrogen iodide cũng sẽ nổ ngay lập tức. Hóa ra là vậy, thú vị quá. Đây chính là bài học hôm nay của chúng ta. Hợp chất nitrogen iodide, mời các em ổn định chỗ ngồi. Và chúng ta bắt đầu bài học. Các em chú ý nhé. Nhanh thật, thế mà chúng ta đã làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi. Tôi già rồi, phải nhường bước cho thế hệ trẻ chứ. Vậy ngài đã tìm được người kế nhiệm thay thế ở vị trí này chưa? Tìm được rồi. Là một người tôi rất ưng ý. Là ai vậy?
là Mark, giảng viên thực tập mới khoa tôi. Một cậu thanh niên có đam mê nghiên cứu, lại thông minh và sáng tạo. Tuy nhiên, có một điều tôi cứ suy nghĩ mãi. Chuyện gì vậy giáo sư? Thật khó để một người trẻ gắn bó với viện nghiên cứu khô khan và nhàm chán này, với một đồng lương chẳng mấy để có thể lo được cuộc sống no đủ. Tôi không biết liệu cậu ấy có kiên trì cho tới cùng để theo đuổi con đường nghiên cứu này giống tôi không. Tôi có ý này hay lắm. Tôi sẽ đích thân đề nghị cậu ta một công việc khác ở công ty thực phẩm hóa học với mức lương vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ thử xem cậu ấy lựa chọn thế nào, rồi ngài sẽ có quyết định của riêng mình. Không được, chúng ta đừng đánh giá đạo đức con người qua một sự lựa chọn của họ. Mark xuất thân trong một gia đình rất nghèo khó. Thử nói, khi ngài đưa ra một công việc với mức lương hấp dẫn, một mặt ngài lại trông chờ anh ta từ chối công việc lương cao đó để gắn bó với phòng nghiên cứu, thì đây là yêu cầu quá cao, chỉ dành cho bậc thánh nhân, không màng tới danh lợi mà thôi. Vậy ngài quyết định thế nào? Tôi sẽ đặt niềm tin ở Mark. Lòng người nhiều khi không phải vàng thau để đem ra thử lửa được đâu. Có đúng là không nên dùng phép thử này không? Rất nhiều năm sau đó. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến lắng nghe buổi thuyết trình của tôi ngày hôm nay. Rất mong có những đóng góp hữu ích ạ. Chúc mừng giáo sư, bài thuyết giảng xuất sắc quá. Mark, anh đã không phụ lòng giáo sư Davi. Anh quả thật là người kế nhiệm tài ba. Cảm ơn phó viện trưởng. Tôi không nghĩ là anh gắn bó được với phòng nghiên cứu lâu vậy đâu. Hồi xưa tôi đã định thử lòng anh mà coi như không cần thiết rồi. Thử lòng ư? Chuyện là thế nào thưa phó viện trưởng? Anh sao thế mất? Thật may là hồi ấy giáo sư Davi đã không quyết định thử lòng tôi. Ngài biết không, khi đó nhà tôi lâm vào khó khăn lớn. Ba tôi mắc vào một khoản nợ và mẹ tôi ốm nặng. Cả gánh nặng gia đình đặt lên vai tôi. Nếu lúc đó ngài đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Thật vậy ư? Đúng vậy. Và chắc chắn lúc đó tôi sẽ không quyết định theo đuổi công việc ở phòng nghiên cứu với mức lương thấp như vậy. Đó hẳn là một sự lựa chọn đáng hổ thẹn, phải không phó viện trưởng? Không đâu Mark à, ai cũng có quyền lựa chọn những điều tốt nhất cho cuộc sống của mình. Chỉ có điều, nếu hồi đó anh lựa chọn làm việc ở công ty thực phẩm hóa học với mức lương hấp dẫn ấy, chúng tôi đã không có được một giáo sư với những công trình khoa học tầm cỡ như bây giờ rồi. Vâng, đúng vậy. Và như đó, tôi sẽ không thể nào đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Khi có một lựa chọn, tôi sẽ theo đuổi nó cho đến cùng và không cần suy nghĩ nhiều. Đúng vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!